chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quảng Bình Điểm Đến. Và chương trình Quảng Bình Điểm Đến của chúng tôi kỳ này xin mời quý vị và các bạn đến với một thắng cảnh trên mảnh đất Quảng Bình thân yêu của chúng ta, đó chính là Đèo Ngang. Từ thị trấn Ba Đồn, một vùng đông đúc dân cư nằm sát bờ sông Danh, vượt qua khoảng 25 km đường quốc lộ, du khách sẽ đến Đèo Ngang. Đèo Ngang mới mở cùng quốc lộ 1A, còn vị trí đèo ngang cũ trên đường Quan Dịch trạm Thời Nguyễn cách 200m về phía đông cùng vĩ độ bắc. Đèo dài khoảng 6,5 km, đỉnh cao 256m so với mặt nước biển, quanh co uốn lượn theo triền các dãy núi. Từ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, bên nam, vươn dần lên đỉnh và đổ xuống xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bên bắc. Thưa quý vị và các bạn, Đèo Ngang được gọi với một tên khác là Đèo Nầy, nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Bình, là ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, vắt qua dãy Hoành Sơn hùng vĩ trên đường quốc lộ 1A. Đèo Ngang là một trong những thắng cảnh của miền Trung Việt Nam, được biết đến qua nhiều áng thơ văn bất hủ của nhiều thi nhân các thời, trong đó nổi bật hơn cả là bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyền Thanh Quan. Đèo Ngang từng là vùng đất hiểm yếu, được mệnh danh là bức tường thành ở phía nam của nước Đại Việt. Không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, Đèo Ngang còn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành các miền khí hậu Việt Nam. Dừng xe trên đỉnh Đèo Ngang, đứng giữa trời gió lộng, ngắm núi rừng hay biển xanh, nghe tiếng thông reo giữa ngàn mây mới thấy thật thư thái tâm hồn. So với đèo Hải Vân, Đèo Ngang thua kém về mức độ hiểm trở, nhưng hơn hẳn về vẻ thơ mộng. Chính vì vậy, những năm trước đây, trong chuyến hành trình của nhiều người, Đèo Ngang vẫn là địa chỉ khó quên và là điểm đến thú vị cho du khách dừng chân. Vẻ đẹp của thiên nhiên cùng với những câu chuyện lịch sử đã đi vào huyền thoại càng làm cho Đèo Ngang trở nên cuốn hút, vừa có một chút gì đó bí ẩn khiến những con tim lữ khách thôi thúc tìm đến chiêm ngưỡng kỳ quan. Quanh co uốn lượn theo đường Thiên Lý Bắc Nam, hiện tại tôi đang có mặt tại đỉnh Đèo Ngang. Nơi đây tọa lạc di tích lịch sử Hoành Sơn Quan. Hoành Sơn Quan được cư dân địa phương gọi bằng cái tên là Cổng Trời, có nghĩa là điểm cao nhất ở tại đây và là nơi có thể đến với trời. Cửa Hoành Sơn cao hơn 4 mét, được xây từ triều Minh Mạng thứ 14 năm 1833 với ba chữ Hoành Sơn Quan, được đắp nổi trước mặt cổng. Với lối kiến trúc độc đáo, dáng vẻ Hoành Sơn Quan tòa trên đỉnh cao thể hiện sự uy lực hùng vĩ của con người. Trước đây, phía cửa mỗi bên có 1.000 bậc đá để lên xuống theo triền núi cao. Nay cửa bên nam không còn bậc đá, bên bắc còn chưa đến vài trăm bậc. Khách du lịch có thể dừng xe theo những bậc đá lên tham quan di tích. Bước trên từng bậc đá, lên đến Hoành Sơn Quan, nhìn xuống mới thấy nước non hữu tình, đất trời thật thơ mộng. Cái nắng cháy người, cái rát của gió Lào tuyệt nhiên không còn ở đây. Một không khí mát mẻ bao trùm tất cả, tâm hồn thật thư thái, nhẹ tênh. Cùng với dấu chân tiền nhân một thời xuôi ngược, theo thời gian, này Hoành Sơn Quan không còn kiến trúc nguyên vẹn, nhưng vẫn uy nghi, phong trần, nơi đầu núi gốc biển. Thưa quý vị và các bạn, dưới chân Đèo Ngang, du khách sẽ gặp đền thờ Công Chúa Liễu Hạnh. Hàng năm, đền thờ đã đón hàng ngàn du khách thập phương đến viếng thăm, thắp hương và cầu may. Đền nằm dưới chân núi Đèo Ngang, ở một khu đất khá bằng phẳng. Phía sau đền là dãy Hoành Sơn, ngay trước mặt là hồ nước ngọt của xã Quảng Đông, mặt đền quay hướng nam cũng là hướng biển. Đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa vừa có sự tích riêng, vừa là hình tượng mẫu Liễu Hạnh chung trong đời sống tâm linh của nhân dân ta. Đền thờ như một minh chứng cho sự tích Liễu Hạnh Công Chúa ở Đèo Ngang. Trong truyền thuyết dân gian đã có từ lâu đời và trở thành một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng đối với nhân dân Quảng Bình nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Nằm trong cụm di tích danh thắng Đèo Ngang, đền Liễu Hạnh Công Chúa cùng với Hoành Sơn Quan, Lũy Hoàn Vương, đình Vĩnh Sơn, Hòn La là cụm di tích còn tiềm ẩn nhiều lợi thế chưa khai thác hết nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Các di tích lịch sử văn hóa và các nơi có dấu hiệu di tích ở khu vực Đèo Ngang, tỉnh Quảng Bình có rất nhiều giá trị phản ánh từng thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước
trong chiến lược phát triển du lịch Quảng Bình từ nay cho đến năm 2020 và định hướng cho đến năm 2030 thì khu vực Đèo Ngang được xác định cũng là một trong những điểm đến của du khách đến với tỉnh ta để khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa và các tài nguyên văn hóa trong phát triển du lịch ở khu vực này. Trước hết là phải mở rộng cái không gian du lịch văn hóa tâm linh. Về cái thứ hai là địa các điểm du lịch ở phía bắc sông Danh thì theo định hướng thì từ các điểm di tích này sẽ nối liền với làng chiến đấu Cảnh Dương, rồi các di sản văn hóa phi vật thể ở vùng phía bắc sông Danh như là ca trù ở Đông Dương, hát kiều và ca trù ở Quảng Kim và một số di tích lịch sử văn hóa khác. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 8 năm 2004, khi hầm Đèo Ngang được đưa vào hoạt động, cũng từ đây du khách không còn có được những giây phút được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên. Nhưng thắng cảnh Đèo Ngang và Hoành Sơn Quan vẫn mãi ở trong tiềm thức và là biểu tượng kỳ quan mà tạo hóa và lịch sử đã ban cho mảnh đất danh thắng Quảng Bình. Chương trình Quảng Bình điểm đến của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.